Xin kính chào quý vị và các bạn đã tới với kênh YouTube chính thức của báo dân Việt. Mời quý vị tới với nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Một chiếc Sukhoi Superjet 100 đã bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24 tháng 11, theo các bản tin của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngọn lửa bắt đầu từ một trong những động cơ của máy bay phản lực đã được các nhân viên cứu hộ nhanh chóng dập tắt. Chiếc máy bay do hãng hàng không Nga Azimut khai thác đã hạ cánh tại Antalya sau chuyến bay kéo dài 2 giờ từ thành phố Sochi vào tối ngày 24 tháng 11. Sau khi hạ cánh trong điều kiện thời tiết bất lợi, một trong hai động cơ của máy bay đã bốc cháy, phun khói và lửa khi máy bay phản lực thân hẹp dừng lại. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng bao vây máy bay và dập tắt đám cháy toàn bộ 87 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng đường bay 36R đã tạm thời đóng cửa và các chuyến bay đến đã phải chuyển hướng sau sự cố. Các quan chức tại sân bay cho biết không có trường hợp tử vong hay bị thương nào. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga, Rostaviatia, đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, Ria Novosti đưa tin được thiết kế tại nga vào đầu những năm 2000, Superjet 100 đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào năm 2011 và hiện có hơn 200 máy bay loại này được năm hãng hàng không nga sử dụng, bao gồm cả hãng hàng không quốc gia Aeroflot. Máy bay phản lực này đã liên quan đến năm vụ tai nạn nghiêm trọng, bao gồm một vụ hạ cánh khẩn cấp sau khi bị xét đánh tại sân bay Sheremetev của moscow vào năm 2019. 41 trong số 78 hành khách đã tử vong trong vụ tai nạn và hòa hoạn sau đó. Phi công chịu trách nhiệm cho vụ hạ cánh khẩn cấp, bất thành, sau đó đã bị kết tội vi phạm các quy tắc an toàn bay và bị kết án 6 năm tù. Cuộc tấn công bằng tên lửa Nga vào thành phố Dnipro của Ukraine hôm ngày 21 tháng 11 không giống bất kỳ cuộc tấn công nào mà người dân từng chứng kiến trước đây trong gần 3 năm xảy ra xung đột. Có nhiều tiếng sấm rền, chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cư dân Nipro 41 tuổi nói với Newsweek vài giờ sau vụ tấn công vào dạng sáng ngày 21 tháng 11. Khi Billy và gia đình thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng vì những âm thanh mà người dân địa phương gọi là tiếng bay đến hoặc tiếng tên lửa do Nga phóng tới đánh trúng mục tiêu cách nhà ông gần 10 km. Có những tia sáng lóe lên không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây, rất ồn và có khoảng 30 vụ nổ, Billy nói. Mọi người luôn sợ hãi khi có thứ gì đó phát nổ, nhưng chúng tôi đã quen với việc này. Chúng tôi có thể phát hiện vụ nổ, tên lửa phòng không phóng ra hoặc đánh chặn trên không. Ông nói, đây là một thứ gì đó rất khác biệt. Nó giống như nhiều vụ nổ được dồn lại trong những khoảng thời gian ngắn chỉ vài giây. Billy nói, có những vụ nổ, sau đó là một khoảng rừng và sau đó là nhiều vụ nổ hơn. Các tên lửa trông khác nhau, chúng giống như một phần của một loạt phóng đồng bộ, ông nói nó có thể là một tên lửa tách thành nhiều phần trên không. Theo Newsweek, Ukraine ban đầu xác định vụ tấn công do tên lửa đạn đạo liên lục địa dựa trên tốc độ và quỹ đạo bay của nó. Hôm nay có một tên lửa mới của Nga. Tất cả các đặc điểm, tốc độ, độ cao đều là của một tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết sau vụ tấn công, đồng thời kêu gọi phản ứng quốc tế. Nhưng các quan chức Mỹ đã phản bác tuyên bố của Ukraine nhận định đó là tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng siêu thành. Lầu Năm Góc cho biết đó là tên lửa RS-26 Roberts được phóng từ bệ phóng mặt đất mang theo 6 đầu đạn thông thường. Đến tối ngày 21 tháng 11, trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận tên lửa này không phải là tên lửa hạt nhân mà đó là hệ thống tên lửa siêu thanh mới Oresnik được triển khai trong một thử nghiệm chiến đấu. Theo Newsweek, cả tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo liên lục địa đều đại diện cho công nghệ quân sự tiên tiến, nhưng chúng được thiết kế cho các mục đích khác nhau và hoạt động bằng các cơ chế riêng biệt. Tên lửa siêu thanh được biết đến với tốc độ đặc biệt của nó, có thể bay với tốc độ trên Mach 5, gấp 5 lần tốc độ âm thanh và khả năng cơ động giữa hành trình bay, khiến chúng cực kỳ khó phát hiện và đánh chặn còn tên lửa đạn đạo liên lục địa cũng đạt được tốc độ bay tương tự nhưng theo quỹ đạo đường đạn vòng cao và khả năng cơ động hạn chế trong quá trình hạ thấp độ cao. khi nói đến tải trọng, tên lửa đạn đạo liên lục địa chủ yếu được sử dụng để đưa đầu đạn hạt nhân qua khoảng cách liên lục địa rộng lớn. phần lớn tên lửa được trang bị nhiều phương tiện tái nhập đa mục tiêu độc lập, cho phép một tên lửa duy nhất tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Trong khi đó, tên lửa siêu thanh thường được triển khai để tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Các chuyên gia nói với Newsweek rằng tầm bắn là yếu tố chính để phân biệt hai loại tên lửa dựa trên các cuộc thử nghiệm gần đây. Tên lửa đạn đạo liên lục địa được thiết kế để có thể vươn tới toàn cầu với tầm bắn vượt quá 5.500 km. Ngược lại, tên lửa siêu thanh như loại Oresnik mà Nga vừa thử nghiệm có tầm bắn ngắn hơn từ 1.800 đến 5.500 km, được sử dụng nhằm vào các mục tiêu trong khu vực. The Financial Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Anh viết rằng, việc ông Trump mong muốn ký kết một thỏa thuận với Nga đang gây nguy hiểm cho các đảm bảo an ninh của NATO ở châu Âu. Ông Trump đã đặt câu hỏi về sự đảm bảo của Mỹ đối với an ninh châu Âu. Tổng thống đắc cử Mỹ có thể không buộc Mỹ rời khỏi NATO, nhưng việc ông háo hức đạt được thỏa thuận với Putin hứa hẹn sẽ làm suy yếu nghiêm trọng liên minh này. NATO đã trở thành nền tảng của an ninh Anh mà nước này không có được điều đó, Financial Times cho biết. Tác giả bài viết cũng lưu ý rằng, do xung đột ở Ukraine, trật tự quốc tế đang bị dạn nứt và thế giới trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. The Financial Times nhận định châu Âu trong đó có Anh bất an trước chiến thắng của ông Trump và các quan chức châu Âu đã họp bàn các giải pháp trong trường hợp tương lai của NATO tàn giã vì ông Trump. Nếu điều đó xảy ra, đó là một quyết định khủng khiếp cho cả khối, The Financial Times nhận xét. Ông Trump trước đó đã hứa rằng ông sẽ có thể đạt được một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ông đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ có thể giải quyết xung đột ở Ukraine trong một ngày. Ở Nga, họ tin rằng đây là một vấn đề quá phức tạp đối với một giải pháp đơn giản như vậy. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử đã nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của đất nước ông đối với một cuộc xung đột ở Ukraine và cũng chỉ trích hành động của Tổng thống Ukraine Zelensky. Trước đó, các báo cáo đã đưa ra một số manh mối về kế hoạch của tân Tổng thống Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu. Vào tháng 4, Washington Post đưa tin ông Trump sẽ gây sức ép buộc Ukraine nhận lại bán đảo Crimea mà Nga sắp nhập vào năm 2014 và vùng Donbass ở miền đông Ukraine mà Nga hiện đang nắm giữ phần lớn. Một nguồn tin nói với tờ báo rằng ông Trump tin tưởng cả Moscow và Kiev đều muốn giữ thể diện, họ muốn có một lối thoát. Ông Trump cũng tin rằng người Ukraine ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát sẽ ổn hơn khi trở thành một phần của Nga. Vào tháng 6, hai cố vấn hàng đầu của ông Trump đã đề xuất một kế hoạch ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi Kiev đồng ý đàm phán hòa bình với Nga. Khi đó, Reuters dẫn lời tướng đã nghỉ hưu của Mỹ Kay Kellogg và Fred Black, những người trước đây từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia trong chính quyền Donald Trump, nói rằng lệnh ngừng bắn được đề xuất sẽ đóng băng các tiền tuyến ở vị trí hiện tại. Theo ông Kaylock, kế hoạch sẽ bao gồm thêm cảnh báo với Nga rằng Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu Moscow từ chối các điều khoản của lệnh ngừng bắn. Còn ông Fleck cho biết, ông Trump phản ứng tích cực với kế hoạch nói trên nhưng nhấn mạnh, tôi không khẳng định ông ấy đồng ý với nó hoặc đồng ý với từng câu chữ trong đó. Vào tháng 7, Politico đưa tin, ông Trump được cho là đang cân nhắc khả năng đạt thỏa thuận với Nga về việc Ukraine và Georgia sẽ không gia nhập NATO trong tương lai. Tháng 9, phó tướng của ông Trump, ông Jay DiVen, từng phát thảo ý tưởng đóng xung đột bằng cách thành lập khu phi quân sự và để Ukraine nằm ngoài NATO. Bộ trưởng ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định Paris không đặt ra bất kỳ lần danh đỏ nào liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine. Phát ngôn trên được bộ trưởng ngoại giao Pháp đưa ra trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài BBC vào ngày 24 tháng 11. Theo ông Barrot, Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm xa của Pháp trên lãnh thổ Nga với điều kiện để tự vệ. Tuy nhiên, ông không xác nhận rằng vũ khí của Pháp đã được Kiev sử dụng hay chưa. Ông Parrot lưu ý, nguyên tắc đã được thiết lập, thông điệp của chúng tôi gửi tới Tổng thống Ukraine Zelensky đã được tiếp nhận nồng nhiệt. Đồng thời, ông Parrot nhấn mạnh các đồng minh phương Tây không nên áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với việc hỗ trợ Ukraine và không nên thiết lập làn danh đỏ. Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là quân đội Pháp sẽ đưa quân đến Ukraine hay không, chính trị gia này đáp, "Chúng tôi không loại trừ bất kỳ phương án nào. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine quyết liệt và lâu dài nếu cần thiết. Tại sao? Bởi vì an ninh của chúng ta đang bị đe dọa. Mỗi khi lực lượng Nga tiến thêm 1 km vuông, mối đe dọa sẽ tiến gần hơn 1 km vuông đến châu Âu." Bộ trưởng ngoại giao Pháp tuyên bố. Ông Barrot cũng bóng gió nói về việc mời Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là điều mà Tổng thống Zelensky đã nhiều lần kêu gọi. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nói, Chúng tôi sẵn sàng cho việc gửi lời mời và do đó, trong các cuộc thảo luận với bạn bè và đồng minh, bạn bè và đồng minh của Ukraine, chúng tôi đang nỗ lực để đưa họ đến gần hơn với quan điểm của chúng tôi. Ngoài ra, ông Barrot cũng gợi ý rằng các nước phương Tây, bao gồm Pháp, có thể cân nhắc chi tiêu quốc phòng để đối mặt với những thách thức an ninh mới. Ông Barrot nói, chúng tôi sẽ phải chi nhiều hơn nếu muốn làm được nhiều hơn, chúng tôi cần phải đối mặt với những thách thức mới này. Bình luận của ông Barrot được đưa ra sau một tuần leo thang đáng kể ở Ukraine. Khi Anh và Mỹ lần đầu tiên bắn tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga, Nga bắn thứ mà Moscow cho là loại tên lửa mới. Một nguồn tin của chính phủ Anh mô tả thời điểm này là thời điểm then chốt trước mùa đông và trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Về phía Nga, Moscow cảnh báo Pháp Anh sẽ phải đối mặt với hậu quả khi quyết định giúp Ukraine tấn công vào lãnh thổ của nước này. Tuyên bố này được đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna, Áo. Ông Mikhail Ulyanov đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Maidaden. Ông Mikhail Ulyanov khẳng định, những gì Nhà Trắng đã làm là rất nguy hiểm và người đưa ra quyết định này hoàn toàn nhận thức được hậu quả tiêu cực của nó. Giữa lúc tình hình tại Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng, nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói với hãng tin Reuters ngày 23 tháng 11 rằng Kiev đã mất hơn 40% diện tích đã giành được tại tỉnh Cớt của Nga. Có thời điểm Ukraine đã kiểm soát 1.376 km vuông, nhưng hiện chỉ giữ được khoảng 800 km vuông. Nguồn tin cũng cho biết gần 60.000 quân nhân Nga đang đồn trú ở Cớt, có thể kế hoạch tiến đến biên giới ở tỉnh Sumy, Ukraine, để tạo ra một vùng đệm tại đó. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau.